Ai đã từng đi qua Sư Thanh, nơi dòng Mã Giang cắt ngang đường quốc lộ, đó chính là địa danh hàm rồng lịch sử. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Sư Thanh một vùng sông nước núi non kiểu diễm. Sông Mã, hàm rồng không chỉ là danh thắng hút hồn nhiều tao nhân mà khách, mà còn là huyết mạch giao thông quan trọng của đất nước, là nơi làm nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Hàm rồng đã trở thành biểu tượng hiên ngang, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Không chỉ có vậy, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng còn là nơi khôi phục lại dòng thiền của dân tộc, do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng. Ngài là một vị vua anh minh đã lãnh đạo quân và dân hai lần đánh thắng đế quốc Nguyên Mông, một đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Đến năm 35 tuổi, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 41 tuổi, khi vua Trần Anh Tông thạo việc trị nước, Ngài vào núi Yên Tử tu. Sau khi ngộ đạo, Ngài đi khắp nơi trong nước dạy dân tu thập thiện, dẹp bỏ những dâm từ. Sách sử chép rằng, vào cuối thế kỷ 13, trên đường vào Chiêm Thành truyền bá Phật Pháp, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dừng lại giảng đạo tại chùa Sụ Nghiêm thuộc đất Hà Trung. Đạo Phật đã xuất hiện và được truyền thừa trên vùng đất Thanh Hóa từ rất sớm. Cùng với các tôn giáo khác, Đạo Phật và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã được phổ biến rộng khắp, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của những người dân xứ Thanh. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một dòng thiền nhập thế, theo tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian giác. Cư sĩ tại gia vẫn tu hành ngộ đạo như người xuất gia, điển hình có vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Lịch sử minh chứng thiền phái Trúc Lâm đã làm cho đất nước trở nên hưng thịnh. Chúng tôi thiết nghĩ rằng trong pháp hội này là cả tứ chúng hân hoan, và tất cả chúng ta cũng đều là một con người, mà một con người phải hoàn thiện nhân cách của một con người, dù người đó là tại gia hay là xuất gia. Từ việc nhỏ, từ lúc việc còn nhỏ, tuổi trẻ, cho tới cả cuộc đời của mình. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được xây dựng trên mảnh đất linh thiêng, có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, gắn với di chỉ khảo cổ Đông Sơn và những trang sử hào hùng của dân tộc. Thực hiện phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thiền viện hướng dẫn, vận động tăng ni, tín đồ Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần làm hài hòa trách nhiệm của người con Phật và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Với tư cách là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân, tăng ni, Phật tử, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng luôn gắn mọi hoạt động đạo pháp với dân tộc, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan, gìn giữ an ninh trật tự và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì người nghèo. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng luôn đoàn kết, hòa hợp với tăng ni trong viện và trong tỉnh, với các cơ quan ban ngành và tín đồ Phật tử, không để mâu thuẫn xảy ra tình trạng phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nghiêm túc chấp hành hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy chế hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Luôn ý thức Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng là thành viên của khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện chương trình đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Năm 2010, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã được các cấp chính quyền trung ương và địa phương cho phép xây dựng trên giải đất Hàm Rồng linh thiêng lịch sử. Sau hơn 7 năm xây dựng, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và đóng góp của đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã long trọng tổ chức đại lễ khánh thành và công bố trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng vào ngày 16 tháng 12 năm 2017. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng có nhiều hạng mục chính như chính điện, nhà tổ, nhà khách nam, nhà khách nội bộ, nhà sinh hoạt đạo tràng, tam quan nội, tam quan ngoại, lầu chuông, lầu trống, tượng Phật bằng đá. Tại buổi lễ,
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng cho Đại đức Thích Trúc Thông Tánh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho Đại đức Thích Kiến Nguyệt, nguyên trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng và Đại đức Thích Trúc Thông Tánh vì những thành tích xuất sắc trong phong trào phụng đạo, yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2010-2017. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn phát huy di sản văn hóa đạo đức của dân tộc, mà còn tôn vinh giá trị phi vật thể của Thiền phái Trúc Lâm, là niềm tự hào của dân tộc, đưa Phật giáo Việt Nam sánh ngang tầm Phật giáo thế giới. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng tọa lạc tại một địa danh lịch sử của Thanh Hóa, sẽ góp phần tôn tạo địa danh Hàm Rồng sớm trở thành một danh lam thắng tích, điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách, tạo điều kiện để địa phương phát triển du lịch văn hóa tâm linh.